Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đến kênh, quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thành Nguyễn. Mấy ngày hôm nay trời mưa buổi chiều, đặc biệt là buổi chiều thì thường là mưa rất nhiều. Và hôm nay nhà mình sẽ ra vườn dọn để chuẩn bị chĩa sắn. Thôi mình phải làm ở đây. Bố mẹ chưa chết. Chào các bạn ạ. Later. Sau 2 tiếng lật đá thì mình đang ngồi nghỉ chứ. Vâng, đây là khu vườn đằng sau mình. Khu vườn mà lúc nhỏ mình hay chơi. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 34 độ C. Trời rất là nóng. Mình nên giải lao một xíu, ăn một chút thiêu rồi mình sẽ chạy về nhà để lấy bình xịt thuốc sâu về để và mình sẽ ra đại lý để mua một chai thuốc diệt mầm để cỏ đỡ lên. Thôi mình làm tiếp nha. Khi mình lật đá xong thì mình phải, lúc đó là 10:30 thì mình phải về để canh nhà. Tại vì nhà mình có mở câu lạc bộ bida nên là có nhiều người, có nhiều đứa học sinh sau khi về hay thường hay vào đánh. Thế nên công việc của sáng mình chỉ có vậy thôi. Mình nghĩ đến đây là kết thúc video rồi. Tại nhà mình còn phải rửa chén rồi lau nhà rồi nấu cơm để đợi bố mẹ về ăn. Cho nên hẹn các bạn ở vlog lần sau nha. Chào tất cả mọi người.